Chợ nổi có bán sỉ và bán lẻ mọi thứ, từ rau trái đến củ quả. Giá cả thì rất rẻ, vì không phải tốn phí vận chuyển như bằng xe trên đường bộ, và nhất là khỏi phải thuê mặt bằng. Do trực tiếp bán hàng khi vừa thu hoạch xong, nên các sản phẩm này còn rất tươi. Chín con sông uốn khúc, chín con rồng lượn bay, cố lòng sóng nước dơi đầy, lúa thơm cánh đồng. Vừa khô được lột vỏ như vậy đó, cách làm đơn giản mà hiệu quả. Bạn thử nghĩ, nếu lấy dao mà chặt từng trái đi lột vỏ thì bao giờ mới xong? Nhớ từng chén cơm khoanh ta, nhớ dòng hát ru đậm đà. Thông thường mỗi chiếc ghe ở vùng xa đến, trong thời gian chờ mối lái, họ phải ở lại đây 2 đến 3 ngày. Do đó, có một lực lượng phục vụ cho đối tượng này. Được vận chuyển cơ động trên các chiếc ghe nhỏ, họ bán đủ mọi thứ, rau cải thịt cá cho các chủ ghe chế biến bữa ăn, hoặc bán vài tô bún tô mì để người lao động tạm lót dạ. Đi dạo chợ rất vui, bởi tiếng ơi ới gọi hàng, tiếng xuồng máy nổ lộp bộp, hoặc đâu đó vang lên vài câu hò Nam Bộ, rồi đột nhiên chuyển giọng thành xuống câu giọng cổ êm tai. Các âm điệu tổng hợp này không dễ có ở những nơi khác. Đứng bên sông Bắc Sắc, xa đông về. Lướt một vòng quanh chợ, ta mới phát hiện một điều rất thú vị. Không cần vẽ chữ hay trương bảng hiệu quảng cáo gì, chỉ việc treo trên đầu sào tre sản phẩm muốn bán. Tín hiệu này hiệu quả tức thì. Ghe này bán củ sắn, loại sắn to củ, ngọt ruột ăn sống hoặc là cuốn chả giò. Còn đây là ghe bán bí. Bạn thấy chưa, có treo lủng lẳng một trái bí rợ. Loại bí ruột vàng này nấu canh rất ngon. Miền Nam có món bí rợ hầm dừa. Bạn thấy lạ chưa, phía dưới là chiếc thuyền, bên trên là căn nhà. Gia chủ có thể thay đổi địa chỉ trên liên tục mà không hề tốn kém. Còn đây, một cửa hàng giải khát di động, chỉ cần chèo một buổi là đủ tiền chợ cả ngày. Chín con rồng lượn bay, câu lòng sóng nước dơi đầy, lúa thơm. Mưu sinh cho cuộc sống đã gắn kết mọi hoàn cảnh, mọi gia đình với nhau, như sự liên quan cột chặt lại của những chiếc thuyền nổi này. Nhớ quê nhà, nhớ từng chén cơm khoanh cà, nhớ dòng hát ru đậm sông Hậu. Dòng sông chứa đầy phù sa, cung cấp cho đất sức sống nông nghiệp, cung cấp cho người nguồn thủy sản phong phú vô tận. Giao thông đường thủy luôn tấp nập, nó thúc đẩy rất mạnh vào việc phát triển kinh tế An Giang. Bắc An Hòa với các chuyến phà nối liền Đồng Tháp qua An Giang. Đây là đoạn đường ngắn từ Sài Gòn đến Long Xuyên, khỏi phải qua tỉnh Cần Thơ, được các bác tài xế xe du lịch chọn cho các chuyến hành hương đến Châu Đốc. Từ Long Xuyên đi Sài Gòn qua ngã Sa Đéc có khoảng cách là 190 km, còn từ Long Xuyên đi Sài Gòn qua ngã Cần Thơ có cự ly là 228 km. Thành phố Long Xuyên nằm cạnh bờ sông Hậu, do đó rất thuận lợi trong vận chuyển thủy bộ. Đất phương Nam thủy chung, tình phương Nam rất thơ mộng, mới gặp đã thương nhau rồi, khiến lòng nhớ nhung một người. Trở về bến tàu sau hơn một giờ lên đên sông nước, du khách sẽ cảm thấy gần gũi và thích thú với sự sinh hoạt sống động này.
Bên cạnh bến đò là chợ Lâu Xuyên. Đây là chợ đầu mối của khu vực. Nơi đây ồn ào tấp nập suốt ngày đêm. Ghe thuyền lên xuống các sản vật không ngơi nghỉ. Chợ Long Xuyên có bán tất cả mọi thứ, hàng tạp hóa thì vô số kể. Khô cá đặc sản được chọn lựa kỹ càng. Bột bí, một loại rau ăn nên thuốc và là món ăn khoái khẩu của dân miền Tây qua món bông bí xào tỏi. Da heo luộc thái nhỏ thành sợi được chế biến thành món bì mà ta ăn trong các món bì cuốn hoặc cơm tấm bì. Bún, một sản phẩm làm từ gạo có loại cọng to, có loại cọng nhỏ, được chọn tùy theo món ăn để sao cho phù hợp. Lòng bò được làm sạch và kỹ, có đầy đủ các thứ từ ruột, gan, bao tử, phổi, lá lách. Với số lượng bò được nuôi nhiều ở mọi nơi, ta không sợ bị pha thịt trâu. Đây là những phương tiện vận chuyển cơ động và hiệu quả nhất cho các thương nhân đi bổ hàng. Trời nắng, khát nước, du khách có thể ghé chân vào một xe nước mía. Mía ở vùng này thì bảo đảm ngọt thanh, nhiều nước và đặc biệt là rất rẻ. 1.000 đồng một ly, uống một ly chưa đã, phải 2 ly thôi. Bạn muốn uống tinh chất hơn, chỉ có nước dừa là số 1, vừa sạch lại vừa ngọt. Anh mang con đò dọc, anh lái con đò dọc, em chở con đò ngang. Nếu du khách thích ăn quà vặt thì sẽ không bỏ qua một món nào. Đường qua thương em qua nở phơi phới qua thắm cười. Tồn tại song song với chợ Long Xuyên là chợ Mỹ Long, và bên cạnh đó có đình thần Mỹ Phước. Đây là một ngôi đình lớn ở Nam Bộ, thờ ông Nguyễn Hữu Cảnh. Đình Mỹ Phước nằm trên một khuôn viên rộng giữa các đường Nguyễn Huệ, Hai Bà Trưng, Nguyễn Văn Cung và Lê Minh Nguyên. Cổng vào nằm ở đường Hai Bà Trưng. Đình được lập nên từ xa xưa. Đến năm 1889, đình được xây to và dựng cột câm xe. Nơi đây còn lưu giữ sắc phong của triều vua Tự Đức thứ 5 vào năm 1852 cho đình thờ ông trưởng cơ lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Chúng ta tìm hiểu vài nét về thân thế và sự nghiệp của vị đại thần có công khai phá miền Nam và xây dựng thành phố Sài Gòn ngày nay hơn 300 tuổi. Là một kiệt tướng đời chúa Nguyễn Phúc Chu 1691-1725, ông sinh năm Canh Dần 1650 tại Phong Lộc, Quảng Ninh, Quảng Bình. Là con thứ ba của danh tướng Chiêu Vũ Hầu Nguyễn Hữu Dật, là cháu chính đời của hậu tổ Nhị Khê Hầu Nguyễn Trãi. Mùa thu năm Mậu Dần 1698, chúa Nguyễn phái Nguyễn Hữu Cảnh đem binh kinh lược đất Nam Bộ. Ông lấy đất Đông Phố, Đồng Nai, lúc bấy giờ là Nông Nai, hình thành bộ máy hành chánh, lập huyện Phước Long, Biên Hòa lập dinh trấn biên, đặt xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình, Gia Định, xây dựng dinh phiên trấn. Mùa xuân năm Canh Thìn 1700, ông đem quân kinh lược dùng đồng bằng sông Cửu Long đến tận Long Xuyên, Châu Đốc. Khai thác biên cương yên xã Tắc, bảo tồn nền móng vững sơn hà. Nguyễn Hữu Cảnh xứng bậc công thần đối với nước và phúc thần đối với dân. Đến Long Xuyên, ngoài Bắc An Hòa, còn có cụm phà Dàm Cống. Từ Sài Gòn muốn đến Long Xuyên, đi ngã Sa Đéc qua phà Dàm Cống, gần và đường xá rộng rãi, dễ chạy xe. Phà Dàm Cống to rộng hơn An Hòa, với lượng xe lưu thông rất lớn. Sau khi cầu Mỹ Thuận xây xong, phà Dàm Cống được bổ sung thêm nhiều phà lớn từ Bắc Mỹ Thuận cũ chuyển sang, nên tránh được sự ách tắc xe cộ mỗi khi vào mùa vía bà. Đi trên phà cũng có nhiều thú vị như được ngắm nhìn phong cảnh sông nước xung quanh, thuyền bè ngang dọc. Ngoài ra, còn có một cách thư giãn thú vị mà tôi nghĩ rằng nhiều người rất thích, đó là ăn vặt.
có đủ mọi thứ, mía ghim, bắp luộc, nem chua, vân vân. Thời gian đi phà mất khoảng 20 phút. Đây cũng chính là cơ hội để vận động gân cốt sau một thời gian ngồi bó mình trên xe, để hít thở không khí trong lành trên sông và chuẩn bị đón nhận những cảm xúc mới khi bắt đầu đặt chân lên vùng đất nhiều huyền thoại, huyền bí này. Trên đường Phạm Hồng Thái, giữa hai cây cầu Duy Tân và Hoàng Diệu, có một khu ăn uống dọc bờ sông. Nơi đây du khách có thể tìm thấy đầy đủ các món ăn và mặt sức lựa chọn. Chất lượng rất ngon, mà giá cả là điều không đáng quan tâm. Tiền giang ngút ngàn như một tấm thảm lụa vàng. Thương anh tôi áo đương sơ bà ba, trên lưng trâu nước da nâu mặn mà. Họ ơi cây lúa tốt tươi sông bồi phù sa, đẹp duyên tháp mười quân đời táo tầng vui cười. Quýt cái đè nổi tiếng ngọt ngai. Vào tháng 7 âm lịch hàng năm, các chùa chiền đình miếu ở An Giang đều có lễ hội Du Lan, còn gọi là Tết Trung Nguyên, tức là rằm tháng 7 xóa tội vong nhân. Theo tín ngưỡng, ta thường cho rằng ngày rằm tháng 7 là ngày vong nhân xóa tội, nghĩa là bao nhiêu tội nhân ở âm phủ ngày hôm đó đều được tha tội. Bởi vậy, trên dương thế, mọi gia đình đều làm cổ bàn cúng gia tiên và đồng thời có đốt vàng mã. Họ tin rằng người cõi âm sẽ nhận được các vật cúng này. Ông Tiêu, một vị thần thường thấy vào dịp rằm tháng 7, ngoài ra còn có Tích, một kiều liên tìm mẹ ở địa phủ qua chuyện một liên thanh đề. Các đền chùa, đình, miếu đều có cúng cầu siêu và tổ chức phát quà cho các gia đình nghèo qua những vật phẩm như muối, gạo, vân vân. Lễ hội rất vui với các tên phổ biến, cúng cô hồn. Chanh, loại trái dùng để chế biến nước giải khát hay làm phụ gia cho các món ăn, được trồng rộng rãi khắp mọi nơi. Vì tính dễ thích nghi với mọi loại đất, do đó chanh được thu hoạch rất nhiều. Để không bỏ phí, người ta chế biến thành chanh muối và cách thức làm cũng rất là đơn giản. Chanh tươi phơi nắng cho khô, sau đó ngâm với nước muối trong các lu đất to. Một thời gian dài là ta có ngay những quả chanh muối vàng ống trông thật hấp dẫn. Cơn mưa chiều tươi mát ruộng sâu. Chanh muối ngày nay còn xuất khẩu sang các nước Âu Mỹ. Trái tình quê thấm nồng, liệu dân ca ngọt ngào mơ. Long Xuyên về đêm, mọi sinh hoạt tập trung ở các khu vực dọc đường Trần Hưng Đạo, đường Nguyễn Huệ dài đến Hai Bà Trưng, hoặc khu hồ Nguyễn Du cạnh bờ sông Hậu. Không náo nhiệt như Sài Gòn, Long Xuyên ban đêm chỉ có nét sống động kiểu phố thị, đặc trưng miền sông nước Cửu Long như Cần Thơ, Vĩnh Long. Đêm nằm nghe dòng sông xây sóng, nhớ lời ru âu ơ. Các cửa hiệu sáng trang đèn điện, đây là lúc mọi người tìm một nơi nào đó để sắm sửa hoặc trò chuyện tán gẫu ở các quán cà phê hay các quán nhậu đặc sản nổi tiếng có khắp mọi nơi trong thành phố. Ngày xưa còn đó, thương ai tươi cây, thương ai chờ ai, dù tháng năm vó ngựa xa xa mãi. Đêm phương Nam ngòm lên sông gọi, đêm phương Nam thuyền ai đứng đợi chờ. Chờ người ta mỏi mòn trông, một đời như lục bình trôi, trôi mênh mông. Trẻ em cũng có cả thế giới riêng để vui chơi giải trí. Còn đối với khách du lịch, khách sạn là nơi có thể thỏa mãn mọi nhu cầu giải trí về đêm. Ở đây có karaoke, có phòng ốc thiết kế đẹp mắt, âm thanh hiện đại,
có vũ trường rộng lớn để du khách tha hồ lả lướt. Còn nếu mệt thì có phòng massage với đội ngũ kỹ thuật viên xinh đẹp và điêu luyện. Ăn và ở là hai nhu cầu không thể thiếu dành cho cuộc hành trình của du khách. Đường Phan Đình Phùng và chung quanh đình Mỹ Phước có những quán cháo, mì, cơm hấp dẫn. Đây là một quán bán các món xào nổi tiếng ở vùng này. Nhìn cách thức xào nấu của người đầu bếp này thì ta biết món mì xào ngon đến giường nào. Mì hay hủ tiếu xào thập cẩm thì có đủ các món như thịt, tôm, mực, gan, lòng heo, cật. Các thứ này được chế biến trước và được chọn lựa kỹ. Mì giòn cộng to hay mì mềm tùy ý khách lựa chọn. Quan trọng nhất là cách pha chế gia vị liều lượng thế nào để cho món ăn thực đặc sắc. Ngồi nơi dĩa hè, ăn một dĩa mì hoặc hủ tiếu xào, kèm thêm một chai bia, bạn sẽ có cảm giác thú vị khó quên trong chuyến du hành. Ngoài ra còn có nhiều món khác. Nếu muốn mang về khách sạn ăn, bạn chỉ tốn 3.000 đồng là có ngay món bánh ướt chả lụa Chungo này. Đi thêm 60 km là du khách đến Châu Đốc. Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc, đất nào dốc cho bằng đất Nam Giang. Một tiếng anh thang đôi hàng lũy nhỏ, có một mẹ già biết bỏ ai nuôi. Châu Đốc với số dân 50.000 người, được mọi người biết đến với lễ hội Bà Chúa Xứ vào tháng 3, tháng 4 âm lịch. Lễ hội lớn nhất với số người hành hương lên đến cả triệu. Chợ Châu Đốc nằm bên bờ sông Hậu, mặt tiền nhìn ra đường Trần Hưng Đạo. Chợ Châu Đốc là điểm mua bán đặc sản tấp nập nhất. Khách hành hương sau khi đến với bà đều ghé vào chợ để chọn vài món làm quà. Bên trong lòng chợ, giải dốc, quần áo, hàng công nghệ, hàng tiêu dùng thật dồi dào, nhiều màu sắc, nhiều chủng loại và cũng khó rành rẽ nguồn gốc của những mặt hàng biên giới này. Giá cả thì rẻ so với các địa phương khác. Phía ngoài chợ, người mua bán còn có vẻ nhộn nhịp hơn. Các hàng mắm Châu Đốc nổi tiếng chiếm ngay từ sạp mặt hông chợ. Mắm không chỉ bán ở chợ mà lên đến tận chân núi Sam vẫn còn hàng mắm. Mắm Châu Đốc đã có biến đổi cho phù hợp mỗi thời. Xưa kia được ưa chuộng nhất là mắm ruột chế biến từ ruột cá kèn và trứng cá lóc. Sau này mới xuất hiện món mắm Thái, hình thức giống mắm ruột nhưng dễ ăn hơn. Cách làm mắm Thái cũng khá cầu kỳ. Lấy cá lóc con lớn ngâm trong khạp với muối, gạo rang xay nhỏ với đường thốt nốt, khoảng 10 ngày cho thấm, vớt ra lọc xương, chỉ lấy thịt trộn với đu đủ thái nhuyễn, bỏ thêm đường, nước mắm, rồi lại nhận vô khạp một tuần nữa là vừa ăn. Có thể kể thêm các loại mắm cá linh, cá sặc, mắm cá rô, mắm cá chốt, mắm cá trèn. Mắm bà Giáo Khỏe rất nổi tiếng. Bà đã mất nhưng còn con cháu, những chị Tư 4 số 4, chị 7 4 số 7 đang liên tục phát huy. Ngoài đặc sản mắm, chợ còn có đặc sản nữa là khô cá đủ loại, nhưng phổ biến nhất là khô cá sặc, khô cá lóc, khô cá tra Lăng Phòng, khô cá sữu, vân vân. Thank you.
Chợ Châu Đốc có đặc điểm nổi bật không giống chợ khác, đó là mùi mắm thơm nồng nặc, nhưng du khách không bị khó thở. Đặc biệt có khô cá sấy từ biển hồ Campuchia. Khô cá có thịt ngọt béo, nướng thơm vàng, ăn kèm với lá sầu đâu đăng đắng, nhưng lưu lại hương vị ngọt bùi, là món mồi khoái khẩu của dân Ba Si Đế. Chợ Châu Đốc cũng là chợ thuốc nốt Miên có, thuốc nốt Thái có, nhưng giờ đây người ta bảo đường thốt nốt đặc biệt của Châu Đốc thơm ngon hơn hẳn, thế mới lạ. Còn đây là trái thốt nốt tươi được gọt sạch vỏ để ăn sống. Khách hành hương tới đây ai cũng muốn mua chút quà Châu Đốc, mắm và khô, đường thốt nốt và hoa quả, để khi rời chợ Châu Đốc còn trên môi chút vị ngọt dịu của nước thốt nốt và ít nhiều mùi mắm dương theo. Xoài Châu Đốc rẻ và ngọt vô cùng. Cách chợ Châu Đốc khoảng 200 mét có một di tích mang tên Bồ Đề Đạo Tràng. Nơi đây có cây Bồ Đề do Đại Đức Jinara Jadasa, cố hội trưởng Thông Thiên Học Quốc tế tại Ấn Độ hiến tặng. Cây Bồ Đề này là con của Bồ Đề Bảo Thụ mà xưa kia Đức Phật Tổ đã nhập định. Đây cũng là một quốc bảo. Thị xã Châu Đốc có rất nhiều khách sạn. Để phục vụ cho du khách nước ngoài và kiều bào hải ngoại về thăm Châu Đốc, có nơi nghỉ đạt tiêu chuẩn quốc tế. Khách sạn Victoria Châu Đốc được nâng cấp và mới đưa vào sử dụng. Khách sạn thỏa mãn mọi yêu cầu của du khách, từ phòng ốc cho đến cung cách phục vụ. Khách sạn có 93 phòng, giá cao nhất là $154 và thấp nhất là $83. Khách sạn số 32 đường Lê Lợi nằm cạnh bờ sông. Nơi đây có đầy đủ các phương tiện phục vụ đi lại và vui chơi dưới nước. Từ bờ sông nhìn lên, ta thấy khách sạn mát mẻ xinh đẹp với cách kiến trúc và bài trí vừa dân tộc vừa hiện đại. Những buổi chiều hè ngồi hóng mát tại đây, gió sông thổi lồng lộng, tiếng ghe thuyền dãng xa. Đây là nơi thư giãn lý tưởng nhất dành cho du khách. Quán ăn Bảy Bồng trên đường Thượng Đăng Lễ, ngoài các món đặc biệt là canh chua, cá kho tộ, còn có món độc đáo là mắm kho. Được đặt trong lẩu nhỏ trên bếp ga, mắm kho có đầy đủ các thứ cá, mực, tôm, thịt. Quan trọng nhất là nước cốt được nấu sắc và lọc sạch xương của rất nhiều con mắm. Ăn mắm kho hay mắm và rau phải có đủ các loại rau lá, nào là rau đắng nhỏ cọng tươi xanh, bông điên điển vàng rực mùi ngon, cọng súng giòn ngọt, bắp chuối thái nhuyễn và nhiều loại rau xanh bắp cải cùng dưa leo bằm nhuyễn, nhìn vào là bắt thèm. Khi nồi mắm thật sôi, gắp các loại rau vào tô to đã có bún, chậm rãi múc từng giá mắm đổ vào. Ta khó cưỡng lại được sự hấp dẫn của mùi thơm xông lên mũi. Trộn đều các thứ và thế là ăn. Mắm kho thật là tuyệt. Thị xã Châu Đốc cũng có một thánh đường to lớn và khá xưa thuộc họ Châu Đốc. Thánh đường được tạo dựng từ năm 1859, được bảo dưỡng rất tốt. Phía ngoài có một đài nhỏ tôn thờ hai vị thánh, tượng được tô đắp rất sinh động và công phu. Nội thất thánh đường rất uy nghiêm và trang trọng. Cách thánh đường không xa, đi về phía bến đỏ ở Hạ Lưu,
có một ngôi chùa được xây dựng rất to, mang nét kiến trúc Trung Hoa, cho ta thấy rằng mọi tôn giáo đều được người dân ở đây tín ngưỡng và quý trọng. Muốn tìm hiểu đầy đủ các tôn giáo trên đất An Giang này, chúng ta phải sang bên kia sông Hậu đối diện với thị xã để tìm hiểu về đạo hội của cộng đồng người Chàm khoảng 12.000 người. Gốc của những người này ở miền Trung Việt Nam. Khi nước Diêm Thành suy vong, họ lang bạt sang Chân Lạp, ở dọc các dòng đất chạy dài sông Mekong. Cộng đồng này theo Hồi giáo chính thống, gần gũi với Hồi giáo Malaysia. Khi chúa Nguyễn Bành Trương ảnh hưởng đến Châu Đốc, người Chiêm vốn là những chiến binh giỏi, theo về được phiên chế thành những đạo quân Côn Mang bảo vệ Châu Đốc. Qua phà rẽ trái là bước ngay vào thế giới Chăm dọc bờ sông. Thánh đường Mubarak thuộc xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, cách thị xã Châu Đốc 2 km và được xem là một thánh đường tiêu biểu của người Chăm ở An Giang. Thánh đường có lối kiến trúc nghệ thuật độc đáo, hàng năm có tổ chức 3 lần lễ lớn: lễ Haji vào ngày 10 tháng 12 hồi lịch, tức ngày 3 tháng 7 dương lịch; lễ Ra Chay vào tháng 9 hồi lịch, tức ngày 27 tháng 4 dương lịch; lễ sinh nhật Mahamed, người sáng lập đạo Hồi. Trong những dịp lễ lớn này, cả đồng bào Việt cùng đồng bào Chăm quanh vùng về đây hành lễ rất đông vui. Làng Chăm Nam Bộ giữ nhiều nét truyền thống, nhà sàn mà sàn rất cao, trang trí những hoa văn Ả Rập. Ngành dệt vải thêu may thủ công rất phát triển, được tổ chức thành từng nhóm 10 đến 15 người có tính chất gia đình. Các cô gái trẻ này rất chăm chỉ làm việc, được phân công làm các công đoạn khác nhau. Họ tỉ mỉ từng đường kim mối chỉ và mỗi hoa văn họa tiết, tùy thuộc vào sự sáng tạo của các cô, không bắt buộc theo một mẫu mã nào. Giá trị thật sự là ở tính ngẫu hứng đó, khiến cho không có chiếc nào giống chiếc nào. Thiếu nữ Chăm rất hiền dịu và ít nói, sự sâu lắng chỉ ẩn hiện qua đáy mắt. Những bàn tay thuần thục, thoăng thoắt trên khung thêu, làm như phép màu, biến những sợi chỉ màu vô tri, nói lên được tâm tư tình cảm trên sớ vải trắng trinh nguyên. Giá trị đó, chỉ có những người phụ nữ sử dụng tấm khăn này mới cảm nhận được. Các sản phẩm này đã được bao tiêu để xuất sang Malaysia, một thị trường rộng lớn dành cho mặt hàng này. Rời Phú Tân, ta đến với một vùng sinh sống của người Chăm khác, chuyên dệt vải thổ cẩm ở Châu Phong. Nơi đây cũng có một thánh đường Hồi giáo. Thổ cẩm Chăm được dệt thủ công một cách công phu. Cô gái Chăm ngồi bên khung cửi rực rỡ sắc màu, trông đẹp làm sao. Có lẽ du khách sẽ sững sờ với cách dệt vải này. Nó độc đáo và ngồ ngộ, mà trong thời buổi công nghiệp phát triển này ít ai thấy. Với sự vận động của đôi tay và chân, một cỗ máy thật sự hoạt động, không cần motor hay điện đốm gì cả. Thế mới biết các ông hoàng bà chúa ngày xưa ăn mặc lộng lẫy đến giường nào,
Giải thổ cẩm được chế biến thành nhiều vật dụng khác nhau, và du khách sẽ không bỏ qua việc chọn một vài món để làm quà. Ở ấp Phủng Xoài có một hợp tác xã dệt thiêu nổi tiếng khắp Châu Giang. Nơi đây họ chuyên sản xuất các loại vải làm xà rông dành cho quý ông bà. Vải caro này may một cái xà rông mặt rất đẹp. Cầu tre cao đông đưa câu hồ, đưa em sang bến thuyền chuyện xưa. Đến bến phà Châu Giang để tìm phương tiện ra thăm làng cá bè nổi tiếng ở Châu Đốc này. Đưa em đi dưới dây bầu xanh chè trên câu hà. Ba mươi ngàn đồng một vòng, ok. Nè, nhớ chạy cẩn thận nghe. Thế là chúng ta lại chu du sông nước. Chiếc bè gỗ này sẽ là phần chìm dưới sông và chứa cá. Bạn có thấy nó to không? Như là một căn nhà khổng lồ, và người ta phải tốn rất là nhiều tiền để có một bè gỗ thế này nuôi cá. Trên bè gỗ, sau khi được đóng lưới sắt bao bọc, người ta dựng lên những căn nhà thế này, và ở đây thành một làng hẳn hoi, một làng ở dưới nước. Anh đưa em xuống con xuống quê, tuổi thơ xưa chơi cười. Mọi sinh hoạt cũng giống như trên bờ, ghe chèo phải đi đúng hướng, có điện và điện thoại đầy đủ. Em ơi, năm sau anh đưa em về thăm đầm tôm của anh rồi ra mắt ba má anh luôn em. Nhưng lỡ tôm không trúng mùa thì sao hả anh? Thì chờ thêm năm nữa em chờ nổi không? Chúng ta hãy ghé vào một bè để tìm hiểu sinh hoạt tại nơi đây. Mùa xuân nay anh đưa em về thăm quê anh sớm nhỏ miền Tây. Bên bờ sông Hậu ngọt ngào phù sa. Cá được nuôi rất khoa học và kinh tế, do đó chi phí sản xuất rất thấp mà lợi ích kinh tế cao. Vì sự tăng trọng nhanh chóng của đợt nuôi cá, cá nhỏ được cho ăn với loại thức ăn chế biến đúng với từng giai đoạn. Loại thức ăn này có thể tự chế biến hoặc mua với giá rẻ. Công lao động thì không đáng quan tâm, có thể cho cá ăn là trò giải trí của các em bé. Chiếc bè vừa rồi họ mới thả cá nên còn nhỏ. Bây giờ chúng ta đến thăm một bè cá nuôi đã trọng. Sở dĩ cá ba sa và cá tra Việt Nam có giá rẻ so với thế giới là gì? Còn giống mua rẻ thực phẩm cho cá ăn chế biến như sau. Họ mua cá tạp về nấu chín, trộn với cám chế biến thành thức ăn cho cá. Họ nấu bằng trấu, do đó ít tốn tiền nhiên liệu, và nhân công thì tận dụng lao động gia đình. Anh đưa em xuống con xuống quê, tuổi thơ xưa chơi cười. Đưa nàng về. Ngoài ra, họ còn chế tạo những công cụ rẻ tiền mà rất hiệu quả, phục vụ cho việc chăn nuôi cá. Thí dụ chiếc máy cho cá ăn này. Đưa nàng về. Nè, em hứa rồi đó nghe. Em hứa mà, năm sau là mình sẽ cưới nhau đó. Ngày nay họ nuôi cá rất khoa học, lợi dụng dòng chảy của sông, nước được thay đổi liên tục nên cá rất khỏe trong môi trường này, và thức ăn đầy đủ độ đạm, làm sao mà cá không lớn được. Chiếc máy này có công dụng phân bố đều thức ăn trong một thời gian dài không lãng phí, khi thực phẩm ở lâu trong nước dễ bị hòa tan. Đây là một sáng kiến do cái khó ló cái khôn. Do phát đạt trong việc nuôi cá,
người chủ đã đầu tư thêm một bè mới, đang trong quá trình hạ thủy và xây dựng nhà. Niềm tâm sự bồn chồn sao sướng quá nghe đâu. Cả con cũng đang lớn dần với ngôi nhà sắp dựng lên, họ không bỏ phí thời gian một chút nào. Ấm dịch nào vững dậy ngon sầu đâu. Rồi làm bè, ta mới cảm nhận được sự cần cù của bà con sông nước miền Tây, đón nhận thêm một cách làm ăn mới, khai thác tiềm năng kinh tế trên sông, dưới nước, và mong rằng mọi việc trơn tru trên con đường xuất khẩu thủy sản. Khúc nào sai trên đồng vàng vui tấn bật dây nào trọn nghĩa giới. Trở về bến phà Cồn Tiên, nghe mọi người nói về cá được chế biến thành khô cá tra phồng. Chúng ta hãy đến tận chỗ xem, vì món khô này cũng khá hấp dẫn. Cá tra hay cá ba sa nuôi lớn, người ta cho xẻ thịt và phơi khô. Với bí quyết riêng khi xẻ thịt và ngâm nước, khi con khô phơi đúng nắng, họ mang ra chợ bán. Đặc biệt khi chiên, miếng khô sẽ phồng to lên, ăn vừa béo vừa giòn. Những lúc trời mưa ăn với cơm nguội thì tuyệt. Niềm tâm sự bồn chồn sao xuyên qua nghe đâu đây. Bò châu đốc đặc biệt thịt mềm ít sớ, do đó được chế thành món khô bò nổi tiếng thơm ngon. Phú Vinh, lò sản xuất khô nổi tiếng ở bên hông chợ Châu Đốc. Chúng ta cũng nên bỏ chút thời gian đến với các hẻm nhỏ để xem những hoạt động mưu sinh của người lao động. Khúc nào say trên đồng vàng vui tất bật dây đàn. Những quầy dừa nặng trĩu này sẽ có lời gấp đôi khi đến tay người tiêu dùng. Tài xế xe lôi đang o bế cần câu cơm để tối nay chở du khách đi dạo. Cuộc sống tuy đạm bạc nhưng đầy niềm hạnh phúc trong mỗi con người. Với hệ thống sông ngòi chằng chịt, Châu Đốc có rất nhiều cầu cây và ghe thuyền có thể đi từ sông cái vào tới các kênh rạch nhỏ. Nhờ vậy, việc vận chuyển hàng hóa không bị tắc nghẽn do mùa nước lũ khi đường xá bị ngập sâu trong nước. Dừa nước, một loại cây rất khỏe ở ven bờ. Lá dừa nước được tận dụng vào việc làm ra vật liệu xây dựng.
Từng chiếc lá đã phơi khô đang kết lại thành từng tấm, và người ta dùng chúng trong việc lợp mái nhà hay dựng dách. Giá cả thì khá rẻ, mà độ bền cũng được vài năm. Chủ trại cây lá này tận dụng lao động gia đình và cũng tạo việc làm cho một số bà con xung quanh. Trai nào tài bằng trai Cao Lãnh, gái nào bảnh bằng gái Tân Châu. Tân Châu là vùng đất có xứ sở tơ lụa nổi tiếng nhất An Giang. Trong các sản phẩm làm ra từ tơ tầm của An Giang, lụa là mặt hàng chủ yếu nhất. Tất nhiên tùy tơ tốt hay xấu và tùy chủ đích của nhà sản xuất. Mà ngoài lụa ra, còn có các loại hàng khác như gấm, nhiễu, trừu, the, lược, ỉ, xô, xuyến, cắp, đoạn, đuổi, lãnh. Nhiều tên gọi, nhưng tự trung có ba hạng. Dày là lãnh, dừa là lụa và mỏng là lược. Trong đó, lãnh là mặt hàng đắt dụng nhất. Như chúng ta đã biết, lãnh có nghĩa là lạnh. Thí dụ nói, tôi bị phát lãnh, tức là bị lạnh, tự thân mát lạnh. Bên cạnh một số mặt hàng tơ lụa cao cấp theo mẫu mã truyền thống, An Giang nổi tiếng với loại lãnh đen. Lãnh đen không nhuộm bằng màu hóa học, vì mau phai màu và sớm bị mục, mà được nhuộm bằng mũ trái mặt nưa. Sau khi nhuộm xong, người ta đem phơi khô và đem vào đây bện lại và dập. Giải được cuộn tròn chắc đều, kế đó đem vào máy dập. Chính sự dập đều này làm cho sớ giải đều nhau và săn chắc. Đó là bí quyết bền chắc đối với loại lãnh này. Có loại lãnh trơn, mình mềm dịu. Có loại lãnh dệt có bông hoa, thường là hoa dâu, hoặc trang trí, thường là mặt giống, mặt đệm, hoặc bằng mẫu mã hoa văn kỹ hà, được cách điệu hóa như một thứ chữ triện, gọi chung là lãnh cẩm tự, do từ điển cố chức cẩm hội văn của nàng Tô Huệ đời Tiên Tần. Đó là những loại lãnh mình đen bóng, bắt sóng mạnh, hơi cứng mình. Nếu dùng may quần khi đi, hai ống cọ vào nhau nghe soàn soạt. Một thời được xem là âm thanh biểu hiện sự giàu có bảnh bao. Cách thị xã Châu Đốc 5 km có một ngọn núi nhỏ cao 284 m, hình con sam, người ta gọi là núi Sam. Vùng này là trái tim của toàn vùng An Giang, vì có các địa điểm nổi tiếng như miếu Bà Chúa Xứ, Tây An Cổ Tự, Lăng Thoại Ngọc Hầu. Hiện nay có một đường xe, xe hơi có thể chạy đến đỉnh dễ dàng, không phải lội bộ như xưa. Đến đỉnh, du khách sẽ gặp ngay một cầu thang đưa đến bệ đá Sa Thạch. Xưa là nơi tự tượng của Bà Chúa Xứ Ngự, di vật này được bảo quản rất trân trọng. Núi Sam thuộc xã Vĩnh Tế, nằm về phía tây của thị xã Châu Đốc. Từ đỉnh núi, ta có thể thấy rõ phong cảnh dưới chân núi, và nhìn về phía xa là dãy Thất Sơn hùng vĩ của An Giang. Núi Sam cùng núi Bảy là những cao điểm án ngữ biên giới Campuchia, lập thành một hệ thống phòng thủ biên giới Tây Nam nước Việt. Núi Sam tương đối thấp, có nhiều đường mòn, nhiều ngã lên xuống, ít cây cổ thụ. Theo truyền thuyết, núi có nhiều linh hiểm, nên có rất nhiều chùa đã dựng lên tại đây gần 2 thế kỷ. Đồng bào khắp nơi về đây cúng lễ rất đông, có đến 200 ngôi đền, chùa, am, miếu nằm rải rác ở chân núi, sườn núi và cả trên đỉnh. Ở trên đỉnh có một pháo đài cũ do Pháp xây dựng. Ngôi nhà ngói đỏ trên đồng nước ở xa, đó là ranh giới của Việt Nam và Campuchia.
vị trí ranh giới rất gần với núi Sam. Ngày nay, để phát triển du lịch, người ta cho xây dựng một khách sạn thật lớn kiểu Pháp ở lưng chừng núi. Khách sạn được đầu tư rất tốn kém và tạo thêm cảnh quan sung túc cho ngọn núi này. Vị thế của khách sạn rất đẹp, lưng tựa vào núi, mặt hướng về cánh đồng nước và dải thất sơn ở mù xa, tạo tầm nhìn thoáng đãng. Những căn biệt thự liên kế hoặc độc lập được xây bằng đá chẻ, trông đẹp mắt và vững chắc. Bên trong được trang bị đầy đủ tiện nghi, chắc chắn sẽ làm hài lòng những vị khách Âu Mỹ khó tính nhất. Khách sạn đang trong giai đoạn hoàn chỉnh và sẽ phục vụ du khách trong thời gian tới. Núi Sam, một thắng cảnh đẹp, nơi không chỉ có phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp mà còn gắn liền với nhiều di tích lịch sử khắc sâu vào tâm trí người dân đồng bằng Nam Bộ. Thông thường, vào những ngày cuối tháng 4 âm lịch, hội bà chúa xứ được tổ chức rất lớn tại núi Sam. Hàng vạn người đổ về đây dự lễ tắm tượng bà, lễ dâng hương cầu phúc lành. Vào những ngày này, đường xá đông vui, người xe tấp nập, một không khí hội hè thật sự đến với mọi người. Miếu bà chúa xứ nằm dưới chân triền đông núi Sam, trong một khuôn viên rất rộng. Mặt chính miếu hướng về núi, mặt sau tiếp giáp với cánh đồng bạc ngàn cạnh kênh Vĩnh Tế. Từ trên cao nhìn xuống, miếu bà như đóa sen xanh dương lên lộng lẫy. Miếu bà chúa xứ kiến trúc theo kiểu chữ quốc, có bốn mái hình vuông, nóc lợp bằng ngói ống màu xanh. Nhà để tượng thờ cũng bốn mái hình vuông. Đó là một di tích kiến trúc nghệ thuật mà khởi đầu được xây dựng bằng tre lá vào khoảng những năm 1820-1825. Năm 1962, miếu được lợp ngói âm dương và cũng từ đó miếu đã bắt đầu phát lên. Đến năm 1972, ngôi miếu được xây lại. Từ tấm vách đá sau lưng dài 10 mét là mẹ miếu cũ. Vào năm 1976, công trình mới hoàn thành, đồ sộ kiên cố như chúng ta thấy. Vào những dịp lễ lớn như rằm tháng giêng và dịp vía bà ngày 25 tháng 4 âm lịch, miếu bà đón nhận hàng vạn lượt người đến cúng giếng. Lịch sử của miếu bà có hai truyền thuyết. Thứ nhất, miếu bà do dân xây dựng để cúng bái vì tin vào sự linh thiêng của bà. Truyền thuyết thứ hai là do Thoại Ngọc Hầu đứng ra xây dựng theo lời trăn trối của vợ là bà Châu Thị Tế. Những người thành kính đến miếu bà thật đa dạng. Anh dạo chơi trước miếu sân chùa, đụng người buôn bán quê mùa thiếu chi. Người ta tấp nập vào ra trong khói hương thơm nức và với lễ vật hương hoa. Người nghèo cúng trái cây, người giàu cúng heo quay áo mão đồ trang sức để bà dùng, thường thì cả lượng vàng một món. Người ta tin vào quyền lực và uy tín của bà, đều đã thành câu đối treo trong điện. Cầu khả ứng, khí tất linh, mộng trung chỉ thị. Xiêm khả kính, thanh khả mộ, ý ngoại nan lường. Nghĩa là cầu thì ứng nghiêm, cho thì linh thiêng, báo cho biết bằng giấc mộng. Người xiêm kính sợ,
người thanh trọng giọng, ý nghĩa không phải dễ biết được. Tượng bà Chúa Xứ được tạc bằng đá xanh có giá trị nghệ thuật cao. Tượng tạc vào thế kỷ thứ 6 theo mô típ tượng thần Vishnu thường có ở các nước Lào, Campuchia. Cũng vì miếu bà, dù thờ mẫu song cũng diễn ra sự hỗn chung tín ngưỡng, đó là tiền thần hậu mẫu, thờ cả các tiền hiền khai khẩn và hậu hiền khai cơ, đồng thời thờ Phật, vừa đáp ứng tín ngưỡng phù hợp triết lý âm dương sanh thành, vừa là hiếu nghĩa tổ tiên nên đã thu hút nhiều khách thập phương đến viếng. Người đến núi Sam không thể không viếng Tây An cổ tự, ngôi chùa cổ nổi tiếng nằm gần bên núi. Đó là ngôi chùa mang dáng dấp chùa Ấn Hồi với những mái dòm đặc trưng xen lẫn rồng phượng kiểu Hoa Việt. Chùa có kiến trúc hài hòa với phong cảnh thiên nhiên và lộng lẫy sắc màu. Bên trong cửa tam quan là sân chùa, có cột phướng cao 16 mét. Sân chùa có hai tượng voi, hắc tượng hai ngà và bạch tượng sáu ngà. Bộ mặt tân thời này mới có từ năm 1958, còn chùa đã có từ lâu. Sử ghi, năm 1847, Tổng đốc tỉnh An Giang xây dựng bằng tre lá. Cũng năm này, bên cạnh hòa thượng đang trụ trì tên Nguyễn Văn Giác, pháp hiệu Hải Tịnh, chùa lại thỉnh thêm hòa thượng Đoàn Minh Huyền, pháp hiệu là Pháp Tang, người có tài làm thuốc trị bệnh cho dân đến trụ trì. Chính diện của ngôi chùa cao 18 mét này có thờ tượng Phật Thích Ca nhìn thẳng ra cổng. Còn hai bên là lầu chiên và lầu trống. Trước chùa có ba vọng cửa, cửa giữa tam quan thờ tượng Phật Quan Âm. Nơi đây rất đông người đến cúng bái, nhất là những người hiếm muộn muốn cầu tự để sinh quý tử. Hai cửa hai bên có hai bảng đề Tây An cổ tự. Chùa được sửa chữa nhiều lần để có diện mạo vững chắc như ngày nay. Bên trái chùa có thờ tượng Phật Quan Âm, khách thập phương thành kính bái lại và cầu mong mọi điều tốt đẹp cho cuộc sống gia đình. Phía bên phải chùa là mộ tháp của các vị tiền nhân có công tạo dựng chùa. Bên trong chùa không khí nghiêm trang và cổ kính. Chùa theo phái Đại Thừa có tới 11.270 tượng lớn nhỏ bằng gỗ, màu sắc rực rỡ, thờ đủ kiểu Phật, tiên, thần. Ở cửa chánh điện có đắp nổi hình rắn hổ mang, rắn thần bảy đầu, mô típ quen thuộc của dân tộc Khmer. Vì vậy, chùa là nơi có số lượng khách hành hương rất lớn, đặc biệt vào các dịp rằm tháng Giêng, rằm tháng 7 và tháng 10 âm lịch.
ngôi chùa nổi tiếng không vì kiến trúc đa dạng đầy màu sắc, mà vì danh tiếng được lưu truyền của một vị sư có tháp mộ sau chùa, Phật Thầy Tây An, giáo tổ nhánh Phật giáo Bửu Sơn Kỳ Hương, hay còn gọi là Đạo Lành. Lúc bấy giờ đang xảy ra dịch tả, người chết không kịp chôn. Tương truyền thầy chỉ dùng nước lã, giấy vàng trị bệnh mà dân chúng tìm đến không ngớt. Thầy rao giảng đạo Phật cải cách, không thờ tượng Phật, không tụng kinh gõ mõ, không cạo đầu, chỉ tu tại gia và lo làm điều lành là đủ. Tín đồ theo rất đông, bị nhà Nguyễn cản trở, thầy buộc vào tu ở chùa Tây An và mất ở đó. Tháp mộ thầy sau chùa rất lộng lẫy, và có phải số mệnh thật trớ trêu khi người rao giảng thuyết Phật giáo không tượng, không chùa lại vĩnh viễn nằm lại tại một ngôi chùa nhiều tượng, nhiều màu nhất Nam Bộ. Hòa thượng Thích Bửu Thọ, người chủ trì việc tân trang chùa Tây An, cũng được tạc tượng ngồi bên bàn viết y như người thật. Còn tên chữ Tây An, ngụ ý nói dùng biên giới phía Tây đã an toàn. Rời chùa Tây An, chúng ta được chiêm ngưỡng dùng kinh vĩnh tế xanh mát dồi dào nguồn nước. Công trình lao động sáng tạo và bền bỉ của cha ông ta từ những năm đầu thế kỷ thứ 19. Kênh dài 90 km nối Châu Đốc, Hà Tiên, xuyên qua một vùng đầy thú dữ bệnh tật, do Thoại Ngọc Hầu trực tiếp chỉ huy đào đắp suốt 5 năm và được đặt theo tên chợ chính của ông, cùng với tên bà Thoại Hà đặt theo tên ông, đã khởi công trước đó năm 1818. Chúng ta hãy cùng ghé viếng lăng ông. Đó là một công trình đồ sộ nhất ở chân núi Sam, có phó bản tấm bia bằng đá sa thạch và khắc 730 chữ, được dựng từ năm 1828. 4 năm sau khi đào xong kinh vĩnh tế, bia gốc nằm ở núi Cấm. Khu lăng có thờ ông Thoại Ngọc Hầu, một danh tướng của triều Nguyễn, là người có công lớn trong việc mở mang khai phá nhiều vùng đất phía Tây Nam Tổ quốc. Nơi đây có mộ ông và mộ hai phu nhân. Là một đại quan của triều đình, thọ lãnh chức thống chế. Theo thông lệ, khi mất được đưa về chôn ở quê nhà. Nhưng ông Nguyễn Văn Thoại chọn ngọn núi Sam, bấy giờ là vùng hoang du, để vĩnh viễn nằm lại, như một quyết tâm sống chết cùng vùng đất Tân Cương. Bức tượng đồng đen bán thân của ông lên nước bóng láng bởi những bàn tay khách thập phương vuốt lên xin phước.
đền thờ ông không lúc nào ngớt hương hoa nhang khói. Thoại Ngọc Hầu sinh ngày 25 tháng 11, 1761 tại Diên Phước, tỉnh Quảng Nam, được phong tước Ngọc Hầu và mất ngày 6 tháng 6, 1829. Và ngoài kia, quanh khu mộ ông nằm giữa hai bà vợ là khu mộ vô danh. 50 nấm mồ của những dân công khi theo ông khai quang lập ấp, đào kinh chỉnh tế, cũng nghi ngút khói hương tưởng niệm. Rời ký ức lịch sử, rời khung cảnh được tạo dựng từ những năm 20 của thế kỷ 19, chúng ta liền bị cuốn hút bởi nhịp sống tưng bừng của một châu đốc mùa du lịch, bởi những chiếc xe lôi lạ lẫm chở những du khách áo quần xinh sang, hay chất đầy những quầy thuốc nốt ta, thuốc nốt thái, thuốc nốt miên, bóng giỏ ngọt cùi. Những gánh đường thuốc nốt cổ truyền với những ống nước thuốc nốt mát dịu ngọt ngào. Và đây, những gói đường nhìn như những đòn bánh tét màu lá vàng ống xinh xắn. Còn đường thốt nốt đóng trong bịch ni lông có bán khắp nơi. Chùa Hang, một ngôi chùa có nhiều truyền thuyết kỳ bí, nằm ở lưng chừng núi Sam, nhìn xuống con đường đi vào Ba Chúc núi Cấm. Tìm hiểu về lịch sử ngôi chùa, du khách sẽ thấy phía ngoài sân chùa có một tháp mộ to lớn uy nghiêm của người sáng lập chùa. Tương truyền rằng, cách đây khoảng 170 năm, có bà Lê Thị Thơ làm nghề thợ may, chán chuyện nhà, bỏ lên núi Sam tu. Đầu tiên, bà xuống chùa Tây An. Lúc này núi Sam rất hoang vu và đầy thú dữ. Sau đó, bà tìm đến một cái hang và lợp lá phía ngoài để tu. Truyền thuyết kể rằng, bà tu đắc đạo nên cảm hóa được nhiều thú dữ. Có một cặp rắn lớn, ăn rất nhiều thịt người, là Thanh Cô và Bạch Xà, từ Thất Sơn, núi Con Két đến Thọa Pháp và trở thành đệ tử hộ pháp của bà. Năm 1899 bà mất, cặp rắn cũng bỏ đi. Phía trong là nơi cặp rắn ẩn nấp chờ nghe kinh kệ. Ngày nay, người ta đã đắp hai tượng rắn bằng xi măng để nhớ lại tiết này. Đây là lối vào hang động xưa còn lưu giữ lại. Sau khi bà mất, có ông thông phán ở Châu Đốc, nhà nhiều tiền, bỏ ra xây dựng chùa bằng xi măng, và qua nhiều đời, các hòa thượng trụ trì chùa mới được như ngày hôm nay. Ông thông phán được an táng tại sân chùa. Chùa có tên là Phước Thiền Tự, nhưng người hành hương quen gọi là chùa Hang. Rời chùa Hang, du khách có thể theo con đường độc đạo này để đi Ba Chúc, Tri Tôn hay đến biên giới Campuchia. Đường ngày nay được gia cố thật tốt bằng nhựa hẳn hoi. Dọc đường đi, ta gặp cây cầu mới được xây dựng thật lớn để thay thế cho cây cầu sắt bị ách tắc khi mùa nước lũ. Đến địa phận nhà Bàng, nơi đây có núi Két mà đỉnh mang dáng hình con két. Cặp Thanh Cô Bạch Xà ở chùa Hang từng sống nơi đây. Trên đường, ta sẽ gặp rất nhiều các sư sãi đi khất thực. Trong thời gian tu hành, các vị phải làm như thế này. Đó là một pháp đạo, và người dân gốc Khmer ở vùng này rất kính trọng họ. Do gần biên giới Campuchia, nên ở đây trồng rất nhiều thốt nốt. Là một loại cây hơi giống cây cọ ở miền Trung Du Bắc Bộ, cây thốt nốt được trồng ở mọi nơi trong trường nhà, dọc bờ ruộng và đất hoang bên chân núi đồi. Có lẽ du khách sẽ thích thú khi lần đầu tiên xem cảnh lấy nước cây thốt nốt,
một loại nước giải khát ngọt liệm, thanh giọng. Ngày nay do tiện dụng, họ dùng bình nhựa lấy nước thay vì ống tre như xưa. Muốn có nước, cây phải trồng từ 25 đến 30 năm và thời gian khai thác khoảng 35 đến 40 năm. Khi đến tuổi, tức khoảng 25 năm, thốt nốt trổ qua. Qua thốt nốt trổ thành buồn, gần như buồn chừa nước. Qua được giống như những cái dòi lớn, đường kính khoảng 3 cm, dài từ 30 đến 40 cm. Những tháng mưa nhiều, nước thốt nốt có phần nhạt hơn. Để lấy được nước thốt nốt, phải có những thợ chuyên trèo cây đặt ống. Đó là những người trèo thốt nốt chuyên nghiệp, đi làm thê cho các chủ vườn. Họ trèo rất giỏi, trông như những con sóc trèo lên các cây cao hơn 20 đến 25 mét. Thường người ta buộc vào thân cây thốt nốt những cây tre nhỏ giữ nguyên mắt, giống như một cái thang cho dễ trèo. Nhiều thợ trèo thốt nốt không cần thang, chỉ bám hai tay và hai chân mà vẫn leo nhanh thoăn thoắt. Trèo lấy nước thốt nốt là một nghề cực khổ và nguy hiểm. Mỗi ngày phải trèo một cây hai lần, một lần đặt ống hứng nước vào chiều hôm trước và lấy nước vào sáng hôm sau. Cách lấy nước như sau: chọn lấy bông chính của chùm hoa, dùng một dao bén cắt một lớp mỏng ở chỗ cắt ngày hôm trước, xong cho dòi hoa vào ống và treo ống lên. Nước từ chỗ cắt sẽ chảy vào ống từng giọt nhỏ. Đến sáng hôm sau, chỗ cắt xe lại, không cho ra nước nữa. Người thợ lại trèo lên lấy ống xuống. Nước thốt nốt được bán ngay tại đây, trong các quán lá ven đường. Còn gì thú vị bằng uống thốt nốt bên cạnh khu vườn thơ mộng, có các cô gái trẻ đẹp vui vẻ, nói được hai ngôn ngữ Việt Miên. Ngày nay, không còn phải xông khói như ngày xưa, mà chỉ cần bỏ vào một ít hóa chất là khử được vi khuẩn. Nước thốt nốt có màu gần như nước dừa non, mùi thơm dịu và ngọt. Thỉnh thoảng, du khách sẽ bắt gặp những chiếc xe ngựa thồ. Tiếng lộc cộc đều tai của gió ngựa và dòng bánh xe hơi lăn êm ái. Hình ảnh này dễ thương làm sao á. Dùng bảy núi nuôi bò rất nhiều và bò trở thành bạn của nhà nông thay thế trâu trong công việc đồng áng. Nhìn phong cảnh thanh bình này tuyệt đẹp, bò cày đồng cỏ, dịch lội bờ ruộng và phía xa là rừng cây bát ngát. Để đi vào khu Ba Chúc Tri Tôn, du khách chạy theo đường nhựa và tắt ngang đoạn đường đất hướng về biên giới là đến ngay địa phận xã Ba Chúc. Ở giữa đường nhựa vào xã có một cây dầu 300 tuổi chặn đường. Người địa phương rất quý trọng cây cổ thụ này và xem đây là một kỳ tích. Ba Chúc ngày nay còn lưu giữ một đài kỷ niệm về sự kiện 7 tháng 4 1978, trong cuộc chiến tranh biên giới lên án sự tàn sát dân thường của Pol Pot. Nhà mộ có hình sáu cạnh, lưu giữ 1159 xương cốt người bị thảm sát. Cánh đồng này là nơi xảy ra sự kiện trên. Tri Tôn ngày nay trở thành một huyện sản xuất lúa gạo có tầm cỡ trong tỉnh, và An Giang là tỉnh đứng đầu cả nước về sản lượng lúa, trên 2 triệu tấn. Ngoài cây lúa, Tri Tôn còn trồng bắp, đậu nành và chăn nuôi gia cầm, gia súc. Ấp An Thuận, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn là nơi có đông đảo bà con người Khmer sinh sống.
Người Khmer gọi nơi đây là Sóc Sơn Pu, có nghĩa là núi đôi. Ngoài nghề làm nông, người Khmer trong Sóc còn có một nghề như làm đường thốt nốt, nuôi bò. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là nghề gốm thủ công. Khi lúa chín, thu hoạch chủ yếu bằng tay, mọi người làm việc rất cần mẫn. Trên cánh đồng lúa, ta sẽ rất vui bởi tiếng gọi ơi ới, tiếng trêu chọc nhau của bạn gặt, tiếng sột soạt của lưỡi liềm cắt vào lúa, tạo nên một thứ âm thanh lao động ngộ nghĩnh dễ thương. Đây là cảnh chó dẫn người đi săn bắt chuột. Chuột đồng, một loài vật gớm ghiếc ở thành thị vì chỉ sống dưới cống. Nhưng ở đây là món đặc sản số 1, vì loài vật này ngoài ruộng đồng chỉ ăn lúa. Khi nướng hoặc chiên roti, thịt vàng ống béo ngậy thơm phức, khiến bọn nhậu khó cầm lòng. Cách Châu Đốc 10 km và cách Tri Tôn vài cây số, có một ngọn đồi nổi tiếng mang tên là Tức Dục. Đồi Tức Dục thuộc núi Cô Tô, ngọn núi đẹp nhất Thất Sơn. Đồi thuộc địa phận xã An Ninh, huyện Tri Tôn. Trên đồi Tức Dục là chi chít hang đồng và các tầng đá kết thành giống như một tổ ong vĩ đại. Theo những bậc thang xuống hầm trong lòng hang, ta mới chứng kiến hết sự vững chắc của ngọn đồi này. Trong thời kỳ chiến tranh, đồi Tức Dục mệnh danh là ngọn đồi 2 triệu đô, vì đây là giải thưởng cho đơn vị nào chiếm được đồi. Những khối đá khổng lồ chồng chất lên nhau, tạo thành một chiến lũy, một pháo đài, khó có vũ khí nào hủy diệt nổi. Năm 1996, tỉnh An Giang đã khánh thành khu di tích lịch sử này. Tức Dục được xây dựng, tôn tạo thành một khu vui chơi giải trí, có nhiều trò chơi hấp dẫn cho du khách trong và ngoài đến tham quan và thưởng ngoạn vẻ đẹp. Dùng bảy núi có rất nhiều chùa, càng gần biên giới thì có thật nhiều ngôi chùa miên. Chùa miên được xây dựng với kiến trúc độc đáo, bởi các mái cong vót nhọn lên trời cao và các ngôi mộ tháp được đặt xung quanh chùa. Chùa Xã Tón là một ngôi chùa Khmer nằm ngay tại thị trấn huyện Tri Tôn, với nóc nhọn hai mái cong gộp lại. Mái chùa hình tam cấp, ngói đỏ xanh vàng trông đẹp mắt. Bên trong chùa có những cột gỗ tròn bóng láng. Tượng Phật ngồi ở mọi tư thế. Chùa trang trí bằng những mảnh vải đủ màu, được treo thành dải trông thật lạ mắt. Phía ngoài chùa có các ngọn tháp nhọn đựng tro của người đã hỏa táng. Trên đỉnh các tháp được chạm thần Bayon bốn mặt, gọi là thần sáng tạo. Ngôi chùa này còn là một trung tâm văn hóa, trường học chữ, học đạo lý làm người, là nơi tổ chức các lễ hội lớn hàng năm. Lễ Choi Nam Thi Mây, tức lễ vào năm mới ngày 12, 13, 14, 15 tháng 4 âm lịch. Lễ Viat Budia, lễ nhớ ơn Phật vào rằm tháng 4. Lễ Pha Chu Pen, lễ Đôn Ta từ 1 đến 10 tháng 5 âm lịch. Lễ Dân Y, lễ sắm quần áo cho các sư sãi, vật dụng cần thiết cho nhà chùa hoặc trường học trong làng. Chùa Xã Tón được xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật. Bây giờ, mời các du khách đến với khu vực núi Cấm. Cách thị xã Châu Đốc 30 km,
là một ngọn trong dãy Thất Sơn hùng vĩ của An Giang. Núi Cấm cao 710 mét, nổi tiếng với các dược liệu trị bệnh có sẵn trên núi. Đường đi lên núi dốc, thoải mái, dễ đi. Trên sườn có nhiều cảnh đẹp, đặc biệt khí hậu ở núi Cấm rất mát mẻ. Quanh chân núi có các khu du lịch như công viên Hương Núi, hồ chứa nước Utusa, điểm tham quan của dân địa phương quanh vùng. Núi Cấm còn nổi tiếng với bột măng tươi, măng ở đây rất to và ngon. Với bột măng này, sau khi chọn lựa, người ta có thể bán nguyên bột hay chế biến măng chua tùy theo yêu cầu của khách hàng. Măng bào mỏng ngâm chua mắc tiền hơn măng bột. Thốt nốt trái ăn ruột cũng rất ngon. Sau khi chặt bỏ vỏ và gọt sạch, ta sẽ được miếng dừa dẻo, giòn và ngọt miệng. Đây là cái giòi dùng để cắt mỏng lấy nước khi ở trên cây thốt nốt. Khói đốt đồng làm cho không gian vùng bảy núi thêm nét huyền ảo. Mùi thơm của rạ sẽ đưa du khách nhớ về thuở ấu thơ. Hình ảnh người nông dân gánh lúa lội qua con rạch nhỏ gợi lại dùng ký ức một tình cảm thân thương về người cha, người chú suốt đời cực nhọc để chăm lo gia đình. Ai cũng có một quê hương để thương, để nhớ. Trở lại Châu Đốc, du khách có thể không cần theo đường cũ mà còn có một con đê bao dọc ngoài bảo vệ thị xã Châu Đốc trong cơn lũ. Đó cũng là con đường tốt khi du ngoạn bằng xe hai bánh dẫn đến Lộ Cái. Và đây là cơ hội ngắm nhìn dọc kinh chỉnh tế xa xưa. Cuộc sống sông nước bên trong đê thật êm ả. Núi Sam như một gò nổi cuối chân trời. Cuối đoạn đê này, chúng ta gặp một ngã ba có một chiếc cầu. Đây là hệ thống đập nổi, có thể điều khiển lên xuống để điều tiết dòng nước chảy tràn từ biển hồ Campuchia sang. Vào mùa này, nước đã bắt đầu dâng cao và ào ạt tràn sang vùng đất Thất Sơn này. Nước dâng có thể là tai họa, mà cũng có thể là ân huệ của thiên nhiên. Vì khi nước biển hồ tràn sang, thì vô số loài cá cũng mang nguồn lợi đến cho ngư dân. Phù sa màu mỡ, cá mắm đầy nhà. Đó là những gì thiên nhiên bù đắp. Sự thịnh vượng sẽ đến với những ai biết tận dụng nó bằng mồ hôi và công sức của mình. Kinh vĩnh tế trở nên mênh mông vào mùa nước nổi. Cuộc sống của cư dân hai bên bờ xuống lên theo con nước và họ đã quen với môi trường sống như thế này. Đánh bắt cá, chế biến thủy sản, vận chuyển hàng hóa bằng thuyền xe, đó là công việc hàng ngày của dân vùng này. Hạnh phúc đâu cần phải nhà cao cửa rộng, ánh mắt, nụ cười họ đã nói lên tất cả. Thank you.
Gió cá là một dụng cụ bắt cá hiệu quả và an toàn nhất vùng này. Khi cá linh tràn từ biển hồ sang, cá nhiều vô số, bắt bằng quăng lưới không xuể, gió cá chỉ cất lên hạ xuống là đã đầy vỏ cần xé, nên dọc bờ kênh được đặt rất nhiều, chỉ cần hai người một ngày có thể bắt đến trên 100 kg. Hiện nay, kênh Vĩnh Tế vẫn còn phát huy hiệu quả mà ngày xưa các tiền nhân đã tiên liệu. Bẫy chim. Tấm lưới này là công cụ dùng để bắt chim. Mỗi buổi chiều, khi mặt trời gần lặn, các người bẫy chim phải chuẩn bị thật tốt các thao tác này. Lưới sẽ được giăng lên cao, và khi chim bay về tổ sẽ dính vào. Trời hoàng hôn, các chú trâu thư thái sau một ngày làm việc nặng nhọc. Điểm khởi đầu của kênh Vĩnh Tế dài 90 km là đây, trên con đường nhựa dẫn đến núi Sam. Đối diện nơi này có một ngôi chùa lớn mới xây, có tên gọi là chùa Quỳnh Đạo. Chùa xây dựng rất công phu trên một khu đất rộng, được bố trí rất mỹ thuật. Sân chùa có các tượng kỳ lân to lớn chạm trổ công phu. Phía trong chùa trước chánh điện có tượng Phật Di Lặc to đẹp và hai tháp xoay trên có rất nhiều tượng nhỏ vui tươi. Vào sâu bên trong là một chánh điện rộng rãi có các tấm hoành phi chạm trổ rất đẹp mắt. Các pho tượng Phật màu sắc sống động, tinh xảo. Chùa được xây bởi nhiều nhà hảo tâm đóng góp để phụng sự Phật Pháp. Sự uy nghiêm và bề thế được tăng thêm bởi nét kiến trúc và vật liệu trang trí hiện đại. Bên phải chùa có một đài lục giác, có tượng Phật Bà Quan Âm đứng trên tòa sen. Toàn cảnh chùa Quỳnh Đạo vào đêm trông rất đẹp. Khi màn đêm buông xuống, đường vào miếu Bà Chúa Xứ rực rỡ lung linh. Dường như người đi cúng bái cũng nhiều hơn, lễ vật ngần ngật cả một vùng phố xá quanh miếu trở nên tấp nập hơn, nhộn nhịp hơn. Sôi động bán mua mua, âm thanh náo nhiệt. Du khách có thể mua mọi thứ vật dụng cúng bà để tỏ lòng tôn kính hoặc để tạ ơn bà đã ban cho trong lần cầu xin trước. Mão, áo, quạt, lọng có đủ mọi kiểu mọi thứ và cũng đủ mọi giá tiền. Thập phương tin rằng cúng vật của mình dâng lên bà mà được bà chọn mặc hoặc đội thì sẽ hưởng nhiều phước. Những người thợ rất khéo tay khi làm ra các sản phẩm này. Một mâm trái cây với đầy đủ các loại quả được bài trí rất đẹp mắt, cũng đã dành sẵn cho những ai vội vã trong công việc, không có thời gian để sắm sửa lễ vật. Thời buổi văn minh, mọi việc thật tiện lợi. Đêm đến, thời khắc mà khách hành hương tin rằng linh thiêng nhất, mọi người nô nức ra vào như trẩy hội. Miếu bà được trang hoàng lộng lẫy, ngoài sân mùi khói hương thơm nức
tiếng chào hỏi giòn tai. Miếu bà trở thành tâm điểm của mọi hoạt động về đêm. Vàng mã được đốt cháy rần rật, soi tỏ những khuôn mặt thành kính, được bao trùm bởi không khí huyền ảo, khiến con người lâng lâng giữa cõi thực và cõi mơ. Đến miếu bà, ta đừng quên lên thăm phòng để y phục của bà, trên tầng một căn nhà nằm bên hông phải miếu. Căn phòng rộng lớn, chứa hàng ngàn bộ y phục sang trọng, các món nữ trang, các loại gối, các mũ rồng mà khách thập phương dâng cúng bà. Phòng còn lưu giữ rất nhiều các tấm vàng ghi lời tạ ơn cùng với các khánh vàng và các tặng vật có giá trị khác. Lại nói thêm về tượng bà chúa xứ ở chánh điện, đó là pho tượng cao gần 2 mét, khuôn mặt tô vẽ, đội mão, áo choàng màu đỏ thêu rồng phượng che kín người. Theo các nhà nghiên cứu, đó nguyên là một tượng đá cổ tạc một người đàn ông ở trần đóng khố theo phong cách Khmer thế kỷ thứ 6 hay thứ 7. Dẫu sao bà cũng có một sự tích. Tượng bà nguyên ở trên đỉnh núi Sam, quân Sim từng lấn đến đây, muốn khiêng tượng bà đi nhưng không thể dỡ lên nổi. Một tên phạm thượng đánh vào tay bà, bị bà giật chết ngay. Sau đó bà nhập vào một cô gái Việt xưng là bà chúa xứ, muốn dân làng đưa xuống núi thờ. Việc đưa xuống núi là do chính cô gái Đồng Trinh phụ trách. Chính cô gái khiêng đi rất nhẹ nhàng, nhưng khi khiêng đến vị trí hiện nay thì tượng bà bỗng nặng lên, không cách nào khiêng nổi nữa. Mọi người cho rằng bà chọn vị trí này, bèn lập đền thờ ở đấy. Ngày đó là ngày 25 tháng 4 âm lịch, được chọn là ngày vía bà. Còn năm nào thì không ai chắc chắn, có thể ở khoảng giữa thế kỷ 19. Gọi là miếu, chứ đây là kiến trúc đồ sộ nhất trong khu vực, được làm mới hoàn toàn từ năm 1972 đến năm 1976, xây bê tông cốt thép kiên cố. Những chuỗi ngọc này đã được bà đeo, nay thành vật lưu niệm. Hàng mão đội còn mới nguyên được lưu giữ cẩn thận. Có thể nói, miếu bà chúa xứ bắt đầu phát từ những năm 60 thế kỷ 20, khi ban trị sự miếu bà có công hương chủ Phạm Văn Tuyên đề xướng tô điểm mặt mày của tượng thiệt giống phái nữ. Được tất cả hưởng ứng, ông đến Chợ Lớn thuê thợ đắp tượng có tay nghề tinh xảo về điểm xuyến khuôn mặt và gắn pha lê vào đôi mắt cho sống động. Du khách đứng phía nào quay mặt chợt thấy ánh mắt của tượng rọi thấu suốt. Mùa vía bà những lúc gần đây mỗi năm một tăng, có năm lên đến gần 2 triệu người. Mùa vía bà từ sau Tết đến tháng 4 âm lịch, cao điểm vào các ngày 24, 25, 26, 27 tháng 4. Vào ngày 24 đúng 0 giờ đêm, ngày lễ tắm bà, hai phụ nữ lớn tuổi, đức hạnh, được chọn để tắm và thay y phục mới sau màn che kín. Phía ngoài, hàng chục ngàn người nôn nóng chờ bà tắm xong để tràn vào xin lộc bà. Nước tắm, những mảnh y phục cũ, hoa, trái cây trong chánh điện đều là lộc cả. Buổi lễ huyên náo kéo dài suốt đêm. Chùa về đêm, không khí ngay chân núi Sam càng thêm huyền hoặc quyến rũ. Ngôi chùa cổ Tây An như công trình chạm khắc vào thời gian hư ảo. Khắp mọi nơi, sự nghiêm trang thành kính lắng động trong tâm hồn mỗi người. Thế giới tâm linh như thấu hiểu được điều cầu mong của người trần gian. Chùa Địa Tạng, nơi thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát,
vì Bồ Tát dẫn dắt linh hồn con người khi tạ thế. Và màn đêm êm ả cũng về trên lăng mộ Thoại Ngọc Hầu. Hàng năm, sau rằm tháng Giêng là lễ lớn nhất tổ chức vào ngày 6 tháng 6 âm lịch, tức là ngày mất của ông. Đó là dịp nhân dân khắp nơi đến lăng làm lễ tưởng niệm, ghi nhớ công đức của ông. Những tiền nhân đã bỏ công sức, sinh mạng của mình để mở mang, gìn giữ bờ cõi, vẫn còn nằm đây, như nhắc nhở với cháu con truyền thống dân tộc Việt Nam kiên cường trong dựng nước và giữ nước. Toàn bộ khu lăng tạm kết thành một khối kiến trúc hài hòa, bao bọc xung quanh là bức tượng đúc dày dặn. Trải qua bao năm tháng, bao bão tố can qua, khu lăng mộ Thoại Ngọc Hầu vẫn còn đó nét uy nghi diễm lệ, là một công trình kiến trúc nghệ thuật đẹp và mang đậm ý nghĩa lịch sử tâm linh. Thị xã Châu Đốc, đặc biệt vùng núi Sam, mùa lễ hội luôn nhộn nhịp 24/24 tiếng, dịch vụ dân gian nhạy bén, cần gì có nấy. Vào giờ này thưởng thức món cháo trắng hột vịt muối cũng là cái thú của nhiều người. Sau một ngày bị cuốn vào dòng biển người cuồn cuộn, múc muỗng cháo trắng thơm ngát với chút hột vịt muối đậm đà béo ngậy, kèm chút xíu dưa mắm mặn ngoài giòn tan thì rất tuyệt. Còn muốn thưởng thức đặc sản vùng sông nước này thì xin mời. Cá kèo, cá lóc nướng, chiên tùy thích sẽ làm cho du khách hài lòng với tay nghề chế biến nêm nếm của các tay đầu bếp nổi tiếng An Giang này. Đây, lẩu cá kèo, xin mời. An Giang, vùng đất trẻ, trẻ về địa lý, trẻ về tiềm năng kinh tế, trẻ về sức sống con người. An Giang sẽ giàu hơn, đẹp hơn vì những huyền thoại diệu kỳ, sẽ chắp cánh cho những khát vọng thực tế bay xa và hóa thành hiện thực.